like that. Đây là nhịp chuẩn bị này. Bốn bước của nó sẽ là như thế này. First step like this. Đầu tiên, nhịp nhất first one. Các bạn sẽ xoay 90 độ. First step, 90 độ này. Like that, úp lên nha. Trái. Tay trái của các bạn sẽ úp cái lòng ra phía sau. Chúng ta phải dễ với bốn bước cơ bản như vậy. Và những người bị chúng ta có thể tập. Đấy là một lần nữa dân của Plano. Ai khóc nỗi đau này. Hôm nay mình ăn mừng 1000 sub nha. 1000 sub nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em đã subscribe kênh của mình và like kênh của mình nha. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn mừng 1000 subscribe. Hôm nay thì mình ăn mừng 1000 sub nhưng mà chỉ có Andrew với là Vân thôi, chứ còn Joseph thì về nhà rồi. Yeah. Congratulations David. Thank you. Hard work forever pay. Well done David. Thank you. Ok thì hôm nay mình có nấu một xíu đồ ăn để mừng kênh của David Vlog đủ 1000 sub. Thì hôm nay mình có nấu món gà cùng với Andrew và anh Sơn ăn cái tiệc nhỏ thôi, rồi chiên một xíu. Giờ thì mình có chuẩn bị gà, khoai tây. Cái món này cũng không biết là món này mình tự chế chứ cũng kiểu như like anh hay là like cái gì đó. Ok ok, mình start to do now. We start with the potato first. Chết rồi. Cái phòng này là bọn mình thuê thì để nấu ăn thôi nha. Hai anh em ở cái khách sạn này thì hai phòng. Với lại không có thời gian để đầu tư nha các bạn. Khi nào mà mình có làm show mini food thì mình sẽ làm cái phòng đàng hoàng tử tế để cho mọi người xem bọn mình nấu ăn thế nào vào buổi tối. Thì gần phòng mình thì có Andrew với là Joseph, hai người em rất là thân thôi, hãy qua chơi. Bọn mình có một cái nhà hàng phở Việt ở đây nên là Luân là đầu bếp. Chuyên về nấu ăn thì có Luân thôi, mình chỉ có ăn thôi. Nhưng mà bữa sau mình cũng nấu cho các bạn xem mấy món. Right, Andrew? Yeah, yeah. I know Andrew just like this one. Woo! We want to... That's... Wipe everything here like a stir fry. Sweep everything here. Ok nha, thì mọi người nấu bằng cái bếp này nha mọi người. Cái bếp này là dùng để nấu ăn nha, chứ không có dùng bếp ga. Dùng cái quả bom này nè. Thì nấu có lúc nào. Món ăn ở bên này thì cũng đơn giản lắm, không khó đâu mọi người. Làm lung tao lung tung linh tinh nó cũng là món rồi. Đó, cái bếp này nấu như quả bom nha mọi người. Vui lắm. Một lần đổi cái bình này là khoảng là 10 đô. Mà một cái bình xài được khoảng bao nhiêu lâu em? Nếu mà nấu bình thường ở nhà thì xài khoảng 2 tháng. Andrew thì vừa làm việc xong thì hiện tại thì mới về thôi, bọn mình nãy giờ nằm chờ Andrew á. It's me. That's me. Đó, bỏ toàn bộ khoai tây với là tỏi vô chiên nha. Deep fried. Gà thì mua ở siêu thị người ta làm sạch hết rồi này, chỉ việc là nấu ăn thôi. Lá này lá gì em? Rosemary. Cái nào này là lá rosemary, là dùng cho những cái đồ mà roasted á. Những cái roast phải không? Đồ nướng. Đồ nướng, đồ chiên, nhiều là hay xài lắm. Big one. Big one. Sub down. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn tất cả các anh em, mọi người, gia đình anh em họ hàng, cô bác gần xa, chú cậu mợ, anh em gì họ ruột, em gái họ, em gái nuôi. Andrew, take one shot please. Which one you want? Whiskey, vodka. Ok nha, buổi tối thì yên lặng lắm vodka, mọi người. Vodka, vodka. 7 giờ tối là vắng tanh, không có tiếng gì hết. Thì ăn mừng thì cũng làm vài chai rượu thôi. Andrew. Yeah. Cheers. Cheers, man. Congratulations. It's not whiskey today. Only vodka. Vodka's good. Yeah. Hôm nay thì ông có cho sếp hả? Cho sếp không ở đây hôm nay. Không có ngon gì gia vị hết á. Đơn giản thôi. Ok. Xíu tiêu. Xíu tiêu. Ok. Thank you everyone for 1000 subscriber. Whiskey. Yeah. I use this for mine. Ah. People drink with containers. Yeah. Mình uống whiskey với cái này thôi. People drink with containers. Yeah. Ok. Rượu mấy cái này đi cho nó chất, mình đơn giản nó cầu kỳ. rượu thì rượu thôi chứ. Rượu nào cũng như rượu nào, uống vào bụng là được. Cảm ơn tất cả anh em nha. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi kênh của mình nha. Ngon quá luôn ơi. Em vừa bỏ thêm cái gì mà nó đỏ vậy? Ớt bột và paprika. Paprika. Quá ấm độ. Try này. Cái phòng này thì tuần sau sẽ sơn, nên là cái việc mà mình sơn lên tường là thoải mái cho mọi người, chứ đừng chửi Việt Nam đi đâu là bẩn đấy nha. Là nó lên sai đó. Thì mình đã đăng ký với cái người quản lý là tuần sau mình sẽ đổi cái phòng này bằng một cái màu sơn khác rồi, chứ không phải là mình sơn bậy lên tường đấy mọi người. Nên là mọi người mà có bình luận nói là tụi Việt Nam đi đâu cũng ở dơ phá là không có đấy nha mọi người. Ở đây mà sơn không được xin phép là mọi người phải tự sơn lại hết, chứ còn giá cũng mắc lắm mà. Cái mùi rosemary á, cái lá nó thơm lắm. Ở Việt Nam mình có rosemary không Vân? Có. Nhưng mà ở Việt Nam gọi là lá gì? Việt Nam như là... Tổng lộn, như có thể là lá hương thảo cũng không chắc lắm mà như là lá hương thảo. Yeah. Andrew, can you give me a rosemary please? Yeah. Nhưng mà mọi người nướng với là chiên á, mà dùng cái lá này này thì cực ngon luôn. Mùi nó thơm mà, nói chung là nó khó tả lắm, nó thơm kinh khủng lắm. Rất là thơm luôn. Gà thì anh tẩm gì rồi luôn? Tẩm một xíu muối, một xíu tiêu, với một xíu ớt bột paprika. Thơm quá à, thơm luôn mọi người. Ok, mấy cái này thì mình mua ở đây nè. Ở một cái số thì Luân đem từ Việt Nam qua. Là nước lẩu hải sản nè, mấy vịt lẩu hải sản cái này Việt Nam nè. Cà ri gì đây nè. Lẩu sa phu nè, cái Trung Quốc. Yeah. Thì Luân hay uống rượu nên nó trưng rượu cả đống nữa. Mấy tương ớt nè. Mì tôm này thì là của Trung Quốc hết à. Mình cũng chả biết hãng gì. Rồi, cái này là bún tươi. Này thì giống như là bún ở Phú Quốc vậy đó. Chỉ cần đem cái này nè. Rồi mình nấu với nước sôi trụng rồi mình vớt ra ăn ngon cực kỳ luôn. Nhưng mà cũng là của Trung Quốc thôi. Xì dầu Luân nó mua để nó làm, nó nấu cho nhà hàng. Mua cả đống luôn. Nhưng mà đẹp luôn. Gần được ăn rồi mọi người ơi. Ngon quá. Cái lá mà rosemary này nè mọi người, thì người ta hay dùng cho mấy cái món beef steak á. Rồi uống trà hả? Là gì nữa? Uống trà với đặc trưng đồ nướng. Rồi chuyên về đồ nướng đó mọi người. Nói chung là cái món nào mà người bên này làm cũng không thiếu cái lá này đâu. Giống như hành của Việt Nam vậy đó. High standard. What? Ok, mình bỏ mẻ thứ hai vô nha mọi người. Ok mọi người biết là ở bên Kenya người ta không xài bao bóng nha mọi người. Ở bên này xài túi bóng thì người ta phạt dữ lắm. Một cái bao bóng là người ta phạt cả trăm mấy chục triệu tiền Việt á.
hết cái lá này luôn. Ở bên đây thì người ta chỉ xài cái túi này thôi nha mọi người, là để đi mua đồ, đựng đồ á. Hoặc là mọi người có thể mua cái loại túi này, đi chợ thì xài mấy cái túi này thôi. Chứ còn mà mọi người xài bao bóng cho bất cứ cái dịch vụ nào là phạt từ... Nói chung là người cá nhân là dùng là phạt khoảng 5.000 đô la. Còn mà công ty dùng là phạt 40.000 đô la là hơn 1 tỷ cho sản xuất bao bóng nha mọi người. Người cá nhân nào mà thấy công an nó thấy dùng bao bóng á là nó bắt bỏ tù. Nếu không có đóng được phạt. This is for James. Yeah, Andrew. Where's mine? Here is your casino. Check for James one thing for ring. Take Kasuku here. Yeah, me is not glass. Just a minute. Mọi người bỏ ít bơ vô quẹt ít bơ trước khi ăn thôi. Ai thích rắc ít tiêu thì rắc thôi. Now Andrew, please. Manager standing down. Luôn luôn. Đứng đây luôn. With this kind of shoes. No problem. Việt Nam we not use shoes. Luôn luôn ở trong này luôn này. Ok. Luôn luôn. Một tí nữa luôn. Ok. No, 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 that's mine. Cái này của anh là Luân muốn cái này đi. I think like glasses. Ok. Close a bit. Cảm ơn mọi người vì 1.000 sub nha. Thì đây là quản lý của phòng mình. Bây giờ đây là anh bảo vệ. Chú bảo vệ phải anh đâu. Thì những người này là bảo vệ cho mình trong giấc ngủ này. Người này là quản lý phòng, dọn dẹp mọi thứ ở xung quanh mình ở. Thì cảm ơn tất cả mọi người vì 1.000 sub. Thì cái buổi tiệc này buổi tiệc thứ nhất thôi, còn buổi tiệc thứ hai thì cho những cái nhân viên của mình ở tiệm thì mình sẽ dùng sau nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cheers. Yeah. Yeah. Congratulations. Yeah, congratulations. We love you, David. Thank you so much. This is for manager. Thank you. God bless you. Andrew. Thank you. I think like security hit a swing, huh? Thank you. Can you tell them to subscribe? Yeah. Yeah, now I end up everything. 1,000 subscribers is good. Okay. We need 2,000. No, 1,000,000. No, in the next 1 month. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye. 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 Bye.